Năm cách tự nhiên giúp thải độc gan, thận hiệu quả nhất. 1. Loại bỏ thực phẩm có đường. Tiêu thụ thực phẩm có đường thường xuyên có thể cản trở quá trình giải độc của cơ thể, bằng cách gây hại cho gan và thận. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí dinh dưỡng châu Âu, phát hiện ra rằng thực phẩm có nhiều đường cũng có thể dẫn đến gan nhiễm mỡ. Nó cũng có liên quan đến việc tăng nguy cơ béo phì và tiểu đường. 2. Hạn chế lượng caffeine hấp thụ. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, cà phê chứa hàm lượng caffeine cao có thể cản trở quá trình giải độc tự nhiên nó có thể khiến cơ thể khó điều chỉnh quá trình giải độc bình thường ở gan, có thể dẫn đến một số vấn đề. 3. Tập thể dục thường xuyên. Trên thực tế, các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tập thể dục làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh, bao gồm bệnh tim, tăng huyết áp, tiểu đường, vân vân. 4. Uống nước. Một nghiên cứu về gia liễu lâm sàng, thẩm mỹ và điều tra đã phát hiện ra rằng uống nước giúp tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng. Nó cũng giúp làm dịu cơn đau khớp và loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Vì vậy, hãy uống ít nhất 8 đến 10 cốc nước mỗi ngày để giải độc cơ thể. 5 ăn trái cây và rau quả một trong những cách tốt nhất để giải độc cơ thể là ăn đúng loại thực phẩm những thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất giúp thanh lọc cơ thể và loại bỏ độc tố